Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc mọi người có một ngày mới thật là nhiều vui vẻ. Thì ngày hôm nay mình vừa đi bãi về mọi người ạ. Nên là da của mình bị cháy nắng. Nên là hơi bị đen một chút đi. Thì cũng mới vào nghề thôi, cũng chưa có tiền để đầu tư. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho mình. Và mọi người bình luận thật nhiều vào để cho mình biết được mình sẽ làm những cái video thật là ý nghĩa và những cái video hay cho mọi người xem mọi người nhá. Đây là quả ổi này cũng còn xanh này. Ổi này cũng xanh nhá. Mình có quả này cũng chín này. À đây, đây rồi. Mình vật quả ổi kiểu nó non non như này mọi người ạ. Đây quả nữa. Rồi đây, đấy hai quả xanh này. Đấy, quả ổi. Quả ổi này như kiểu là bị sâu đục với mọi người ạ. Sâu đục hay là cái con gì nó đục đấy. Con ruồi nó đục nên là nó đen xì hết vào cái lỗ này, nhìn chán hẳn luôn mọi người. Và tiếp quả này nữa. Uầy, đây mọi người ơi, cây ớt này thì mình vặt được 3 quả rồi, hôm nay mình sẽ chỉ vặt 10 quả thôi. Không biết là nó chắc là rất là cay luôn đấy. Đây là ớt hạt tiêu mà. Ớt hạt tiêu ở miền Nam người ta gọi là ớt hiểm mọi người ạ. Ôi, mình vặt mất một quả xanh rồi. Đây là toàn ớt kiểu là ớt héo rồi ấy. Mọi người ơi, thì mình vừa rửa hết ổi rồi nha. Này mọi người ạ. Đây, những cái ổi mình vừa rửa hết rồi. Giờ mình sẽ làm luôn muối chấm mọi người nha. Muối chấm thì có sẵn ở đây rồi, thì đây là ớt tươi thì... Giờ mình sẽ dùng con dao này mình dằm muối ớt ra nhá. 10 quả ớt luôn rồi nhá. Đây, mình vừa vặt được ít quất mọi người ạ. Hai quả quất. Đây, bát muối siêu cay thần thánh của mình đã xong rồi nha. Giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Ổi đầu tiên mình mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình chấm ớt này, ớt mình chấm đúng 10 quả mọi người nhá. Không, mình không nói đi một tí nào luôn đây. Ôi, cay quá mọi người ạ. Ôi, ớt sao quả. Không phải gì, bình thường. Mùa hè mà mình làm chơi quả dân dã cay quá. Mình chấm thật nhiều nhá. Cảm giác nó cay đầu mọi người ạ. Hôm nay thì mình sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Hôm nay mình cũng làm cái, mình cũng lấy cái gói muối, muối sấy ở muối sấy hoa quả ấy, thì mình trộn cùng với ớt hiểm nên là cho có thêm tí vị quất chua nên là ăn rất là ngon mọi người ạ. Gầy dã man luôn. Nhưng mà mình ăn lại giờ vẫn chưa hết một quả. Mình chỉ chấm cái vị ớt của nó thôi nên là mình cũng không dám ăn vào cái phần quả ớt ấy. Nên là cay lắm mọi người ạ. Mình ăn cái quả này mỗi lần mình ăn mình cảm thấy mình sốc luôn. Mình sốc cái vị cay của nó ấy. Cay dã man luôn nên mọi người cứ thử thử như mình xem nhé. Mình sẽ thưởng thức quả thứ hai mọi người nhé. Đây quả thứ hai này. Quả chín mọi người ạ. Kiểu là vỏ nó xanh mà nó vẫn chín rồi ấy. Mình cắn mấy cái phần ruồi nó chân đi. Mọi người nó chân nín đen, khó chịu ạ. Ổi này là ổi chia mọi người ạ, ngọt lắm. Nhưng mà cũng ngọt. Ăn kèm với muối cay này thì rất là đã rồi. Mình chấm đậm mọi người nha. Nên mẹ quả thứ 3 nhá. Ăn này tối quả ăn cơm luôn. Mình ăn quay vào buổi chiều tối, 6 giờ tối rồi đây nè. Thế rất là tối, còn tí nữa mình sẽ chỉnh sửa và edit lại video cho mọi người xem. Cũng phải khoảng đến 9 giờ, 9 giờ 10 giờ mình sẽ ra được video thôi. Mình sẽ làm nhanh một tí, mình sẽ chỉnh sửa video. Mong là mọi người xem video của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình sẽ có động lực và nhiều và ra nhiều video hay hơn nữa mọi người nhé. Cày dã man luôn ấy. Thank you.
Đâu mọi người này. Cái không tả thì thật, cái không thể tả thật luôn. Ngon, nói chung là rất là ngon. Cay nữa. Nãy giờ mình ăn là một quả, những quả xanh quá, mình để lại người ạ. Quả nó xanh. Thôi thì mình sẽ xin dừng tạm video ở lại đây. Mong mọi người xem kênh của mình hay thì hãy comment thật nhiều vào để cho mình làm theo mọi người nhá. Bye bye mọi người.